Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần series hướng dẫn cho các bạn cái phần set metal, thiết kế tôn tấm trên phần mềm SolidWorks. Thì hôm trước, ở những bài trước thì chúng ta đã làm quen với cái lệnh York và lệnh Sketchband. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với cái lệnh cái lệnh cross break này, là nó sẽ tạo điểm điểm nhấn, điểm chấn góc, bốn góc nha các bạn. Đây này, cái hình bên này, cái này để mình hôm sau mình hướng dẫn cho các bạn sau. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn phần correct này. Correct này là cái phần bao gồm phần này corner này sẽ gồm phần close corner. Close corner là có nghĩa là các bạn sẽ đóng lại cái phần hở của cái đường cạnh chấn của các bạn. Welded corner là các bạn sẽ tạo mối hàn. Đấy. Break corner, corner trim là có nghĩa là các bạn vát hoặc là trim cái phần chấn lên của các bạn. Còn corner really là các bạn sẽ tạo điểm thoát phô dao ngay cái tại điểm chấn của các bạn, chỗ giáp mối bốn góc các bạn. Đấy. Cái phần này chúng ta sẽ thực hiện lệnh đầu tiên là cái phần close corner. Thì ở đây mình sẽ có một cái phần chấn lên như này. Đấy, nhưng mà ở đây mình không để 90 độ nữa mà mình để cho nó là 135 độ chẳng hạn, hoặc là 60 độ. Thì như vậy thì cái phần này nó đang hở đúng không? Thì cái mục đích của cái phần lệnh này là sẽ tạo đóng lại cái phần hở này. Ok, các bạn nhấn vào close corner, các bạn sẽ chọn mặt đầu tiên và nó sẽ tự động nối lại với cái mặt số 2. Ở đây nó sẽ có phần tùy chọn đầu tiên là face to extend, face to mark, có nghĩa là cái mặt cần các bạn cần tạo điểm đến và các mặt là điểm đến. Thì cái phần corner tie này, còn là cái kiểu này là cái kiểu hai cạnh giáp mí với nhau, hoặc là cạnh này nằm ở dưới cạnh kia, còn cái cạnh kia và ngược lại. Cái phần này tùy chọn thôi nha các bạn. Đây các bạn, khi các bạn kích vào thì cái phần này, cái cạnh này nó sẽ nằm trên cạnh này. Đấy, kích vào thì cái này nó sẽ nằm trên cạnh này. Còn cái này là giáp mối. Cái này là khe hở. Khe hở giữa hai cái điểm giao nhau. Các bạn có thể chọn từ 0.5. Đấy. Còn ở đây là các bạn cái phần này là open pen bond rear gun, là cái này các bạn cứ để bình thường. Đấy, các bạn nhấn vào ok thì nó đã nối lại cho các bạn phần này. Ok không ạ? Đấy, rất là dễ đúng không các bạn? Rồi, cái phần tiếp theo là wet corner. Wet corner thì mình đã làm rất nhiều lần rồi, là ở bên cái phần thiết kế tụ điện, là tạo mối hàn. Thì các bạn khi mà các bạn chấn lên thì cái phần này nó đang hở đúng không? Các bạn sẽ tạo mối hàn bằng cách nhấn vào đây. Đấy, nó tự tự động nối cho các bạn cái mối hàn của bạn. Đấy. Đây là cái bán kính, các bạn có thể cho nó to lên hả? Thì nó hơi cao đúng không? 52 ly cần. Bán kính bo này các bạn này. Đây. Bán kính này. Đây.
Rồi là các bạn đã có sẽ có một mũi hàn ở cái phần góc này. Ok. Còn cái phần tiếp theo là trim break corner, trim R. Thì ở đây nó sẽ mũi hiện lên cái này break corner, mình không hiểu thì sao là nó sẽ không hiện lên trim nhá. Có thể là cái bản này nó đang thiếu. Thì phần brake thai này là phần vát. Vát thì các bạn kích vào rất là dễ. Hoặc là các bạn chọn bên fillet này là nó sẽ bó tròn, còn chamfer là nó vát chéo. Và cái này là cái bán cái khoảng cách vát cũng như là cái phần này là bán kính này. Đấy, nó cũng tương đối dễ cho các bạn như lệnh fillet bình thường mình thôi. Rồi cái phần tiếp theo là phần corner rail ghi lại. Thì ở đây mình sẽ chấn lên cạnh bốn cạnh để mà mình thực hiện cái phần này. Thì ở đây cái nguyên cái hình nó sẽ đã tạo một cái điểm lộ tròn theo bán kính ở đây. Nó sẽ nằm ở vị trí này các bạn. Đấy, các bạn có thể hình dung ra cái phần này. Thì để thực hiện lệnh của nó thì các bạn nhấn vào đây. Thì lúc này nó đã các bạn nhấn vào Collect All Content là nó sẽ tự động bắt điểm cho các bạn bốn góc này. Thì cái phần này là nơi ghi theo bán kính này các bạn. Đấy, các bạn sẽ điền vào nó là ủa mình đang làm video. Cái bán kính mà khi mà các bạn khuyết nó bo tròn đấy các bạn. Đấy, 0.736 thường thường như vậy. Nói chung là các tùy chọn này cái nó biểu thị thế này đó. Theo cái đường hình chữ nhật này, theo cái đường tròn này, có nghĩa là cái phần này nó là cái hình chữ nhật này. Cái này là đường tròn này, cái này là cái gì thìa hả, bộ rau là xung quanh, ARC là cung hả. Rồi chúng ta sẽ chọn là cái loại là xem cái phần đường tròn. Các bạn sẽ chọn là 5 chặng không hai gì. Rồi các bạn nhấn OK. Đấy, các bạn sẽ có cái phần này là một đường tròn phi hai vết chỗ này. Các bạn có thể sửa cái này phần mục chọn rectangle xem sao. Cái này khoảng cách này sẽ 3 đi cho nó hiển thị hết gần. Nó là vát cũng là đấy. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn tổ hợp các lệnh trong cái phần mục corner trong set metal. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ để lại comment ở phía dưới để mình giải đáp. Nên sau khi có thể các bạn nếu thấy hay bổ ích, các bạn nhớ like và subscribe chia sẻ video giúp mình để mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.